Mục thần ký tập 32, bằng chiều chúc các bạn xem video vui vẻ, lời này vừa đúng lại vừa không đúng. Tần tướng quân cười nói, đại khư hình thành ra sao đã không thể nào khảo chứng, tuy nhiên năm đó, khi duyên khang quốc ta kiến quốc thì đạt được thần dụ. Trong thần dụ nói đại khư là địa phương bị thần vứt bỏ, để những thổ dân bị thần vứt bỏ kia ở lại đại khư không được đi ra, nếu như có dân bị vứt bỏ đi ra thì giết chết không cần luận tội, nghe nói. Ngoại trừ Duyên Khang Quốc thì các quốc gia khác cũng đều chiếm được thần dụ tương tự, chỉ là ở nơi này cũng không chỉ có thổ dân của đại khư sinh sống, còn có một số người cùng hung cực ác, cùng đường mặt lộ cũng sẽ lựa chọn tiến vào đại khư tị nạn. Theo ta thấy, những người này còn nguy hiểm hơn cả vứt bỏ dân của đại khư. Thất công tử hiếu kỳ nói, ta ở biên quan nhìn thấy có đội buôn ra vào đại khư, vì sao duyên khang quốc ta còn muốn làm ăn cùng vứt bỏ dân ở đại khư này? Công tử có chỗ không biết, tuy rằng đại khư cần cỗi thế nhưng sản vật phong phú, thiên tài địa bảo đếm không xuể, chúng ta chỉ cần dùng dầu muối tương giấm, những thứ không đáng tiền liền có thể đổi lấy thiên tài địa bảo, giả thú quý giá, cớ sao mà không làm. Tần tướng quân nói, những năm gần đây biên quan và đại khư bù đắp cho nhau, đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền tài, trợ giúp quân dụng, lúc này mới khiến cho Duyên Khang quốc ta binh cường mã tráng, hơn xa quốc gia khác. Thất công tử hỏi, lỡ có vứt bỏ dân của đại khư lẫn vào biên quan, hả không phải là khéo quá hóa vụng sao? Năm đó đồng thời truyền xuống cùng thần dụ còn có vài món bảo vật, gọi là thị kính, treo lơ lửng trên mấy tòa hùng quan tiến về Duyên Khang chỉ cần là vứt bỏ dân của đại khư thì sẽ bị thị kính sai ra quốc sư suy đoán khả năng vứt bỏ dân nắm giữ huyết thống không giống chúng ta chỉ là ông ấy đã kiểm tra thân thể của vứt bỏ dân nhưng vẫn chưa phát hiện có cái gì không giống tần tướng quân cười nói hàng năm mấy tòa hùng quan kia đều bắt được rất nhiều ma dân muốn trốn vào duyên khang ta có một số xử tử ngay tại chỗ cũng có một ít bị đưa tới vùng mỏ đào mỏ có thể sống một hai năm liền coi như là không tồi lâu thuyền dần dần đi xa tần mục đứng ở trên vách núi khen người kia thật là lợi hại thị lực cực mạnh, chẳng trách tuổi không lớn lắm liền có thể làm tướng quân. Hắn vẽ bản đồ địa lý dũng giang, lẽ nào Duyên Khang quốc định dùng binh với đại khư sao? Trong lòng hắn có chút kỳ quái, rõ ràng đại khư là địa phương rất cằn cỗi, đầu đầu cũng có hung hiểm, hơn nữa mỗi khi mặt trời xuống núi thì sẽ có bóng tối tập kích. Hắn cũng không coi trọng chuyện Duyên Khang quốc dụng binh với đại khư. Nếu quân đội của Duyên Khang quốc đến ít quá thì chưa đủ nhét kẽ răng dị thú của đại khư, nếu đến nhiều, vậy thì khi mà đêm buông xuống, những binh sĩ này có thể núp ở chỗ nào? Bởi vì nguy hiểm và hung hiểm của đại khư thực sự quá nhiều, dẫn đến không có người nào có thể thống trị đại khư. Duyên Khang Quốc cũng không được. Nếu Duyên Khang Quốc xâm lấn, chỉ có thể ngã lộ nhào mà thôi. Đột nhiên, Tần Mục nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: To con, người lập tức trở về Trấn Ung Cung, hủy diệt địa đồ đại khư trên vách tường. Ma Viên đứng dậy, nắm Long Tượng lên, cao giọng giống nhảy lên lưng Long Tượng, Long Tượng lập tức chạy như điên. Duyên Khang Quốc đã bắt đầu đo đạc bản đồ địa lý dũng giang lỡ như tìm được bản đồ trong trấn ương cung kia thì đối với bọn họ mà nói chính là như hổ thêm cánh sắc mặt tần mục âm tình bất định thầm nghĩ tuy rằng hủy diệt địa đồ là rất đáng tiếc thế nhưng hắn đã khắc sâu bản đồ đại khư vào trong óc sẽ không quên cũng không lâu lắm mặt sông đột nhiên trở nên đỏ lòm tần mục hơi run run nhìn về hướng thượng du chỉ thấy nước sông vọt tới đỏ hơn so với hạ du công tử trên sông có thi thể đột nhiên hồ linh nhi cả kinh kêu lên tần mục cũng nhìn thấy thi thể kia nhưng không nói ra hắn nhìn về hướng thượng du thì thấy càng nhiều thi thể đang trôi xuống dưới nước có cá lớn thú sông giờ phút này nổi lên mặt nước từng mảng từng mảng bọt nước nhào lên nhân cơ hội ăn những thi thể này rất là náo nhiệt tần mục mở thần tiêu thiên nhãn ra nhìn thấy một khuôn mặt chìm nổi bất định trong nước thân thể hơi chấn động những thi thể này chính là những người lúc trước chạy ngang qua thúy vân cốc nước sông cuồn cuộn màu nước càng đỏ thậm chí ngay cả băng trôi cũng bị nhuộm đỏ điều này không phải chỉ trăm bộ thi thể là có thể làm được dũng giang rất lớn rộng chừng hơn 10 dặm, thế nước chảy xiết, máu tươi trăm người không thể nhuộm đỏ dũng giang, vẻ mặt của tần mục cứng đờ, hắn nhìn thấy thi triều tử thượng du vọt xuống, không chỉ là thi triều, hơn ngàn bộ thi thể lẫn vào từng khối từng khối băng trôi hình thành băng thi triều, nghĩ đến những người này đều là cường giả đến phục kích vị tướng quân kia, số lượng rất nhiều, từng nhóm đi tới thượng du dũng giang, dự định bày trận mai phục, thế nhưng lại bị vị tướng quân kia chém giết, hình thành băng thi triều, điều này nói rõ những người này tử vong hầu như cùng một lúc bọn họ hầu như đồng thời tử vong bị vị tướng quân kia hoặc là cường giả trên lô thuyền chém giết tần mục lấy lại bình tĩnh đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình cảnh khốc liệt như vậy khốc liệt hơn tình cảnh tàn sát mà khi còn nhỏ hắn theo tư bà bà đi đỡ đẻ ở thôn lân cận nhìn thấy năm đó hắn bị dọa đến hồn phách rời khỏi thân thể được tư bà bà bắt trở về hiện tại dù rằng hắn đã là võ già nhưng nhìn thấy loại tình cảnh này thì hồn phách vẫn cứ dao động quá thảm tiểu tướng quân của duyên khang mạnh mẽ như thế tàn nhẫn như thế nếu kỵ binh của Duyên Khang đi tới đại khư, sẽ tạo thành xung kích lớn đến mức nào cho mảnh vùng đất man hoang này. Tần mù quơ quơ đầu, sơ cảm giác bất an ra ngoài, nói với Hồ Linh Nhi, mấy ngày nay người không nên ra ngoài uống rượu, nói cho những tỉ muội kia của người cũng an phận một chút, không nên đi ra ngoài. Hồ Linh Nhi gật đầu liên tục, mặc dù nó là yêu tinh, nhưng tình cảnh trước mắt cũng làm cho nó khiếp sợ. Linh Nhi, ngươi đi về tìm những tỉ muội kia trước đi, ta xuống xe một chút, miễn cho những thi thể này trồng chất hình thành ngàn thi lấp kín dòng sông dứt lời tần mục tung người xuống một đường dọc theo vách đá chạy xuống mặt sông phía dưới sau đó đạp sông mà đi những thi thể trồng chất băng trôi này chỗ đi qua cuốn theo càng nhiều băng trôi không ngừng tuôn hướng hạ du rất nhanh tần mục đổi kịp băng thi chiều chỉ thấy băng thi chiều càng lúc càng lớn khối băng cùng khối băng va chạm răng rác răng rác vang vọng những thi thể này thì bị khối băng đè ép thành cột chân cụt tay văng trên khối băng Hắn men theo sông chạy nhanh hơn mấy chục dặm, băng trôi trên mặt sông đã hình thành núi băng, mang theo từng bộ từng bộ tàn thi, rất là khủng bố, băng chiều và băng sơn càng ngày càng nặng, càng ngày càng cao, di động chậm chậm, ngay cả nước sông không ngừng vọt tới cũng bị ngăn chặn, mặt sông phía sau càng lúc càng cao, tần mục cao mày, lúc này Dũng Giang vẫn đang chảy thẳng, đợi đến vị trí ốc đảo của Ngô nữ, nơi đó Dũng Giang chuyển hướng, băng trôi không qua được sẽ chắn ở nơi đó, biến thành nút sông, nước sông càng để lâu sẽ càng nhiều băng trôi cũng sẽ càng để lâu càng nhiều cuối cùng sẽ cao tới trăm trượng trồng chất ở nơi đó đến khi băng chiều băng sơn chịu không nổi thì sẽ sụp đổ phá nát đại hồng thủy bao phủ tất cả nuốt hết mọi thứ ven đường bất luận là người hay súc vật đều sẽ bị đại hồng thủy cuốn đi rất nhiều thôn trong đại khư đều xây dựng ở bờ sông thuận tiện đi lại nếu hồng thủy bùng phát không biết có bao nhiêu thôn trang gặp nạn mấy người tư bà bà còn đang ở hạ du khơi thông nước sông e rằng còn chưa biết nơi này sắp hình thành nút sông trong thôn chỉ còn lại một mình trưởng thôn hành động bất tiện, còn ai có thể giúp mình giải quyết băng triều? Tần mục khổ sở suy nghĩ, băng triều đã lao qua bên cạnh tàn lão thôn, khối băng va chạm phát ra tiếng răng rác răng rác, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách nào giải quyết băng triều. Cổng thôn, trưởng thôn bình chân như vậy, đột nhiên trợn mắt lên nhìn tần mục và băng triều chạy ngang qua trước thôn, lắc đầu cười nói, tiểu tử thúi này, lại muốn hồ đồ, bởi vì băng triều bế tắc, nước sông đã sắp tràn đến chân của ông, nhưng vào lúc này, nguyên khí chỗ chân gãy của trưởng thôn tuôn ra hóa thành hai cái chân thật cất bước hướng tới không trung ngồi xuống ngóng nhìn tần mục chân này là nguyên khí biến thành xem ra không khác gì chân thật khi nguyên khí của ông tản đi thì chân cũng sẽ biến mất đúng rồi đi tìm ngô nữ trên mặt sông ánh mắt tần mục sáng lên lập tức bước chân tăng nhanh liên tục bay lượn trên mặt sông nhảy lên một tòa băng sơn sau đó ra sức nhảy một cái sông về phía trước vứt băng chiều ở phía sau nhanh chóng lao đi hắn lao nhanh qua không lâu rốt cục đi tới ốc đảo giữa dòng sông ốc đảo tựa như một đảo biệt lập trên đảo có một miếu thờ bên trong trấn áp lão yêu quái ngôn nữ này chỉ vài bước tần mục đã leo lên ốc đảo vọt tới trước miếu thờ rách nát trực tiếp xông vào trong miếu bé gái tóc tết ba bím đang buồn bực ngắn ngẩm lắc chân chờ đợi con mồi đưa tới cửa nhìn thấy tần mục vọt vào kẻ thù gặp mặt thì phải đặc biệt đỏ mắt nhưng mà bé gái này lại lập tức nhảy xuống khỏi bàn tay phật chui ra sau lương tượng phật chừng con mắt thù hận nhìn chòng chọc vào tần mục ngôn ta không có ác ý tần mục nhanh chóng nói băng triều sắp tới nơi này ta cần ngươi hỗ trợ đánh ngát băng triều tiểu cô nương kia từ tượng phật đi ra lại nhảy lên tay phật không hào hứng lắm nói không có hứng thú băng triều này hàng năm đều có nơi này có tượng phật bảo vệ băng triều không ngập tới chỗ này ánh mắt tần mục lấp lóe nói ta có thể chặt đứt xưởng xích của ngươi cứu người thoát vây ánh mắt ngô nữ sáng lên lập tức lại ảm đạm đi đắc đầu nói đổi lại là một trường bối trong nhà của ngươi đến còn có thể chặt đứt xưởng xích người không được nguyên khí của tần mục lao ra cuốn thiếu bảo kiếm sau lưng lên chém mạnh xuống kinh một tiếng vang thật lớn truyền đến lập tức một cái xưởng xích quấn quanh thân đại phật bị chém ra một vết rách sâu hoắm nhắc tới cũng kỳ vết rách của xưởng xích kia vậy mà đang tự động khép lại bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim tần mục không nói lời gì thúc giục nguyên khí vung kiếm chém tiếp từng tiếng kinh 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 kinh, kinh liên tiếp truyền đến rất nhanh một cái xiềng xích bị tần mục miễn cưỡng chặt đứt Ngô nữ ngẩn ngơ, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng vào lúc này, tượng Phật kia đột nhiên mở mắt, âm thanh như sấm, quát lên, nghiệp chướng, ngươi dám to gan quấy rối tu hành của ta, phá hỏng công đức của ta, phá tu hành của ngươi, phá công đức của ngươi, tần mục cười gần, chém những sừng xích khác, ngươi chẳng qua chỉ là tượng Phật đúc bằng đồng, công đức ở đâu, công đức của ngươi chính là chấn áp ngô nữ, ngô nữ ăn thịt người ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng ngồi yên không để ý đến, nếu ngươi có công đức, cũng đã sớm tổn hại hết rồi thân thể vị đại phật này rung động huyết văn trên đồng thai bắn ra một vệt sáng bị giấy thép vàng bên ngoài chiếu rọi biến thành một vị đại phật vàng chóe giọng ồm ồm nói người có biết người thả nó ra ngoài nó sẽ ăn bao nhiêu người hủy diệt bao nhiêu sinh linh ta chỉ biết nó giấu vô số hải cốt sau lưng ngươi mượn ngươi làm ác ta không nhìn thấy ngươi đã làm gì tần mục chặt đứt xưởng xích thứ hai cười lạnh nói bên ngoài chính là băng triều hàng năm đều sẽ bùng phát mấy lần ngươi đã làm gì đó mới là công đức không phải ngươi ngồi ở trong miếu trấn áp một con yêu quái chính là công đức huống chi ngươi còn dung túng yêu quái ăn thịt người nếu ngươi đánh nát băng chiều đi lại cứu lê dân bách tính thì đó mới là công đức lớn tượng phật vàng sáng loè loè hai tay chuyển động dường như muốn sống lại vậy ngô nữ cực kỳ sợ hãi liền vội vàng kêu lên lão lừa chọc này là một vị tà phật sắp luyện chết ta rồi ngươi nhanh lên một chút tần mục bước chân như bay lắc mình ra miếu khống chế thiếu bảo kiếm chém xuống xiềng xích ngoài miếu ác nghiệp của chúng sinh gần đại hồng thủy gột rửa mới có thể lột đi tà ác đây là nhân tạo thành quả của bọn họ Âm âm, rung động dữ dội truyền đến đồng phật đứng lên đầu chạm nóc ngôi miếu cổ này âm thanh kinh thiên động địa ngươi là tà ma ngoại đạo dám phá hỏng phật pháp nghiệp chướng ngu xuẩn không thể độ hóa lập tức từng cái xiềng xích đang khóa lại tượng phật đồng thai và ngôn nữ phảng phất như giống lại vù vù phá không cuốn về hướng tần mục phật pháp của các ngươi đều là vì cứu mình mới cứu người không phải là vì cứu người mà cứu người dối trá tần mục tung người thoát khỏi một xưởng xích quấn quanh, không chê thiếu bảo kiếm chém xuống xưởng xích cuối cùng, nói, năm đó, ngươi trấn áp ngô nữ, nếu giết chết nó thì còn có thể xem như là công đức, nhưng ngươi lại khăng khăng trấn áp nó, để nó hại người, nó ăn thịt người là tội nghiệt của nó, tội nghiệt của nó càng sâu, ngươi luyện hóa nó thì công đức càng lớn thả, phi, những người bị ngô nữ ăn đi, đều nên tính tới trên đầu ngươi, kinh, thiếu bảo kiếm va vào xưởng xích, bên trong xưởng xích truyền đến một luồng sức mạnh lớn lao, đánh bay thanh bảo kiếm này. Tần mục rên lên một tiếng, dịch bước lùi về sau, tránh thoát hai cái xiềng xích như hai con rắn đen ở phía sau, cười lạnh nói, ngươi ngồi ở trong miếu, ngoài miếu là hồng thủy mấy ngày liền, ngươi không những không cứu, ngược lại ngăn cản ta cứu người, còn ảo tưởng công đức, nói cho ngươi, lão nhân trong thôn ta hàng năm đều đi đối kháng băng chiều, cứu vớt được dân bách tính cùng chim bay cá nhảy, cứu vô số tính mạng, nếu dựa vào công đức mà có thể thành Phật thì mỗi một người trong bọn họ đều đã thành kim thân đại Phật từ lâu mà không phải là đồng thai đất nặn, hoang đường. Vị đồng phật cực kỳ cao to này giơ chân lên nền ầm ầm xuống đất đi ra ngôi miếu đổ nát bàn tay tạo thành chữ thập âm thanh sắt thép và chạm truyền đến lập tức phật quang mãnh liệt bán bay tần mục toàn thân tần mục rung mạnh người ở giữa không trung xưởng xích cũng đã hướng về hàn khóa chặt bước chân tần mục liên tục điểm trên xưởng xích chạy dọc theo xưởng xích nguyên khí điều khiển thiếu bảo kiếm điểm như bay hướng về xưởng xích cuối cùng khóa lại ngôn nữ. từng cái xưởng xích tựa như mãng xả cực kỳ thô to đan sen sen kẽ giữa không trung liên tục tấn công tần mục khiến người ta hoa cả mắt rõ ràng vị này đồng phật được đúc từ đồng thao thế nhưng lại cực kỳ linh hoạt thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi lúc trước đồng phật vẫn chưa thể nhận biết tần mục và ngôn ngữ chỉ cần tần mục nói ra ma ngữ đồng phật liền tự động phản ứng phát ra chân ngôn phật môn để luyện hóa ngôn ngữ mà lúc này tần mục cố gắng thả ngôn ngữ ra thì đồng phật lại có dáng vẻ khác vậy mà chủ động công kích hắn xiềng xích to lớn liên tục xen kẽ tần mục dẫm lên một cái xiềng xích trong đó thoát khỏi công kích của xiềng xích khác mà sức mạnh của vị đồng phật cũng thông qua xiềng xích chuyển đến dần dần tăng cường xiềng xích ma sát cùng xiềng xích chấn động phát ra khiến hai chân hắn đứng không vững hai chân bị chấn động đến mức tê dại hắn điều khiển thiếu bảo kiếm độ chính xác cũng kém xa trước đây sức mạnh vị đồng phật này càng lúc càng lớn phảng phất là trong cơ thể nó có sức lực vô tận giờ phút này những sức mạnh này đang thức tỉnh từng chút từng chút một mấy người tư bà bà và người què đã từng nhắc qua vị đồng phật này nói đồng phật có gì đó rất quái lạ Tư bà bà nói bà đã từng dự định diệt trừ Ngô nữ, lại bị đồng phật ngăn cản, không thể thành công. đương nhiên Tư bà bà cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thể diệt trừ Ngô nữ, cho thấy khi sức mạnh của đồng phật này hoàn toàn giải phóng thì tất nhiên cực kỳ khủng bố. Mà hiện tại sức mạnh của đồng phật đang thức tỉnh một ít, dù cho chỉ thức tỉnh một phần thì Tần Mục cũng đều không có khả năng chống lại. Nhưng vào lúc này tiếng núi là đất đất truyền đến, băng triều tử thượng du vọt xuống cuối cùng cũng tới nơi này, băng sơn ngập trời ở trên mặt sông bị dòng nước xiết mãnh liệt kéo đến cao tới mười mấy trượng, xuất hiện phía trước ốc đảo, sau lưng tần mục. Lập tức tần mục bị bóng tối bao phủ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số khối băng bị chèn ép, quay cuồng, xông lên đỉnh băng sơn, liền lập tức từ đỉnh núi lăn đùng xuống, bị nghiền ép đến đáy nước, khối băng mới lại bị đưa lên đỉnh, lần thứ hai rơi xuống. Băng chiều này một đường nghiền ép, thi thể trên băng đã bị ép đến nát tan, hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ còn dư lại băng sơn lăn lộn sông về phía trước, thế muốn nghiền nát tất cả, đốt, vị đồng phật này tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm sắp tới không quan tâm tần mục hai tay mở ra đón băng chiều đang cuồn cuộn mà đến đẩy tới cạch bên ngoài ốc đảo vậy mà hình thành một cái chuông vàng to lớn do ánh sáng tạo thành bao phủ ốc đảo vô số khối băng phía trước băng chiều va chạm vào chuông vàng cạch cạch vang vọng bị chấn động đến mức nát tan mỗi khối băng trôi va chạm trên chuông vàng liền thấy kim quang hình gợn sóng tản ra bốn phía nhìn từ góc độ của tần mục thì thực sự là đồ sộ và xa hoa tiếp theo băng chiều lao đến tiếng nổ vang rền tựa như vô số lôi đình bùng phát ầm ầm không dứt bên tai trong đó lại có tiếng chuông vàng vang lên liên miên lực lượng của đất trời và thần thông phật môn của đồng phật va chạm kinh thiên động địa liền ốc đảo đều bị chấn động đến mức lắc lư không ngừng tựa hồ lúc nào cũng có thể chìm vào trong nước mà băng chiều bên ngoài bị ốc đảo giữa sông và chuông vàng chặn lại càng lúc càng cao băng chiều hai bên đã xuôi dòng xuống từ bên cạnh ốc đảo hướng về hạ du chỉ có chỗ bị ốc đảo lấp kín này thì băng trôi càng lúc càng nhiều dần dần có xu thế tràn qua ốc đảo dầm xiềng xích run run cuốn về tần mục vị động vật này vẫn còn dư lực từng cái từng cái xiềng xích qua lại tựa như linh xà đại mãng đuổi hắn tận cùng không buông đồng thời thân thể đồng vật di động phát ra tiếng kim loại va chạm lang keng lang keng bàn tay không ngừng đánh về bốn vách chuông vàng gia cố chuông vàng xiềng xích chính là quấn quanh trên người nó theo sự di động của nó mà không ngừng tung bay tấn công về phía tần mục mà ngô nữ đã biến thành bé gái tiên thanh nhi thì bị kéo đến lào đảo đột nhiên vấp ngã xuống đất bị kéo đến xương mặt xương mũi vô cùng đáng thương chân tần mục đạp lên xương xích lập tức cảm giác được sức mạnh của đại phật giảm bớt rất nhiều không còn kinh khủng như trước lúc này nắm lấy cơ hội thiếu bảo kiếm chém liên tục leng keng một tiếng chặt đứt xương xích cuối cùng kia ngô nữ ngẩn ngơ giơ cánh tay lên chỉ thấy chỗ cổ tay còn có hai vòng kim hoàn vòng bên dưới đã đứt rời theo xương xích không khỏi vừa mừng vừa sợ chỗ mắt cả chân của nó cũng có kim hoàn kéo theo hai đạo xương xích đất rời đừng nở ra đi mau tần mục cao giọng quát lên bay nhào tới ngô nữ cười ha ha tiếng cười thê thảm đột nhiên thân thể kịch liệt bành trướng túi da tiên thanh nhi bị căng đến mức da người bay loạn hiện ra chân thân để áp khớp xương chăm chân bay lượn kêu lên tiểu ca nhi nhảy lên trên người ta ta mang ngươi sông ra tần mục rơi vào trên người nó con đại yêu này một thân xương sầu lượn ngang quẩy dọc mang theo mắt xích gào thét phóng về phía sau ốc đảo, bước từng bước rất nhanh, tiếp theo bay lên trời, trăm cái chân dưới thân thể thật dài cùng chuyển động, phá không mà đi, đánh về phía vách chuông vàng, nghiệp chướng, ngươi là công đức của ta, còn muốn chạy trốn, vị đồng vật này xoay người, bàn tay đồng thau lớn khẽ cô một cái, mắt xích trên người ngô nữ ảo 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 vang vọng, lay động về phía sau, mà xiềng xích trên người vị đồng phật cũng tự động bay lên, tựa hồ muốn nối liền cùng một chỗ với xiềng xích đất rời kia, ngô nữ dần cả tóc gáy bị xiềng xích trên người kéo rơi xuống, mắt xích trên người nó truyền đến sức mạnh rất lớn, vậy mà không ngừng kéo nó lui về phía sau. Ngô nữ dùng cả trăm chân, ra sức bỏ về phía trước, nhưng vẫn không ngừng bị kéo lùi về phía sau. Tần mục đang định dùng khí ngự kiếm chặt đất kim hoàn trên tay chân ngô nữ thì đột nhiên một luồng hào quang cực kỳ tinh tế lóe lên, cắt ra chuông vàng, vụt qua giữa hai mắt của vật. đồng Phật. Đồng Phật gào thét, bàn tay chộp tới trước mắt của mình, ngô nữ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vội vàng nhanh chân lao đi, chỉ vài bước đã bay vọt lên, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của chuông vàng chân đạp mặt sông gào thét mà đi mà tại sau lưng bọn hắn đồng phật gào thét không ngừng đột nhiên chuông vàng tan vỡ ra băng chiều như núi lao đến nhấn chìm ốc đảo và đồng phật trong chớp mắt của miếu cũng nát tan toàn bộ ốc đảo bị san bằng ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông đồng phật kia tức giận chưa nói hết câu thì liền cùng ốc đảo đồng thời bị băng chiều đẩy vào trong sông chìm xuống nước kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người